Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Mạnh Trương đón sinh nhật tuổi 37 bằng căn biệt thự đẳng cấp. Mạnh Trương hiện là nam diễn viên được chú ý nhất nhì vũ trụ phim ảnh VTV. Anh góp mặt trong nhiều dự án ăn khách mà thành công nhất trong vài năm trở lại đây là hương vị tình thân. Mới đây anh đón sinh nhật lần thứ 37 của mình trong sự viên mãn khi bên cạnh anh là một sự nghiệp vững chãi, một gia đình viên mãn. Mạnh Trương bước sang tuổi 37 với nhiều thành công. Đặc biệt, Mạnh Trương còn đăng tải những khoảnh khắc ngắn về món quà sinh nhật đắt tiền mà anh vừa tạo đó là một căn biệt thự rộng rãi, có view chiêu hết nấc. Được biết, căn biệt thự nằm trong một khu resort tại Hoa Bình. Căn biệt thự của anh đang trong giai đoạn thi công và sắp tới. Sau khi hoàn thành, hứa hẹn sẽ là một trong những cơ ngơi đắt đỏ bậc nhất mà một nam diễn viên VTV sở hữu. Mạnh Trường hào hứng khoe vị trí mà biệt thự của mình tọa lạc view đắt giá nhìn từ ban công ngôi nhà đang thi công. Sau khi khoảnh khắc này được đăng tải, Mạnh Trường nhận về nhiều lời chúc mừng và hỏi thăm của bạn bè, khán giả. Ai cũng vui mừng cho thành quả nhiều năm lao động của anh cùng vợ. Ôi, view đẹp quá! Ngôi nhà nhiều hoa trên bản vẽ đã thi công đến đoạn này rồi hả anh? Ở khu nào đấy à? Quá tuyệt vời! Ở đâu đấy em dai? Ở Hòa Bình anh ơi! Anh về Việt Nam làm căn đi! Nhiều bạn bè gửi lời chúc mừng khi Mạnh Trường sắp có nhà mới trước đó cũng trên trang cá nhân sắc long cũng từng khoe về căn biệt thự này nhưng chỉ là bản thiết kế anh từng chia sẻ sau bao ngày chờ đợi thì em nó cũng đã đến xem ảnh xong chip bon nói kiểu bố ơi mình dọn về ở luôn đi trong khi phải đến cuối năm em nó mới xong vợ mình xem xong ngay ngất rồi tính toán tính toán chọn hoa với chăm hoa các khu vực trong nhà không khác gì khách sạn năm sao đến nay căn biệt thự từ bản thiết kế đang dần thanh hình và đang rất được đôi vợ chồng ngóng chờ, nhất là ở giai đoạn anh cũng chuẩn bị cho đón nhóc tỷ thứ ba. Trước đó, vợ chồng Mạnh trường đã từng gây choáng vì độ sang chảnh trong căn chung cư trị giá 7 tỷ mà mình tậu về hồi năm 2018. Ngoài món quà sinh nhật đắt đỏ này, Mạnh Trường cũng có niềm vui khác khi được vợ chúc mừng sinh nhật, tiện thể nhắc nhớ luôn kỷ niệm yêu nhau của cặp đôi. Được biết, Mạnh Trường và bà xã là những người bạn thanh mai trúc mã thỏa đi học, cặp đôi quen nhau từ năm lớp 7 nhưng chưa bén duyên. Đến những năm học cấp 3, cặp đôi mới bắt đầu yêu nhau. Họ cùng nhau trải qua nhiều sóng gió để có chuyện tình đẹp như hiện tại. Gần 20 năm cống hiến cho nghệ thuật với sự giúp đỡ của người vợ Tàu Khang, những gì mà Mạnh Trường đạt được khiến khán giả mừng thầm cho anh. So với các ngành nghề, thì diễn viên hay ca sĩ được xem có mức thu nhập cao hơn nếu người đó có sức ảnh hưởng và tạo được danh tiếng nhất định. Tuy nhiên, người nghệ sĩ khi chọn đi theo con đường này cũng phải nỗ lực hết mình, cố gắng từng ngày mới đạt được đến vị trí để giúp mình ổn định kinh tế. Có thể quá trình đó sẽ mất 5 năm, 10 năm hoặc thậm chí lâu hơn nữa. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.